Dạ vâng, một tràng pháo tay lòng nhiệt để chào đón cho những người nhân múa chúng tôi ạ. Xin chào các bạn, các ông, các bà, có gì cho các bạn, 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 các bạn,
nước ra để tiếp đón các đoàn cả gái ra buổi chiều ngày mai. Kính thưa các ông, kính thưa các bà, có nhiều các quý vị ở rất xa từ thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Đà Nẵng, thị xã Hà Đông đã không ngại đường xá xa xôi đã về dự buổi lễ ngày hôm nay. Thật là báo ngộ tương phùng, trai tài gái ngỏ sẽ cùng bên nhau, nguyện cùng mãi mãi về sau, gia long đầu bạc bên nhau trọn đời. Và sau đây xin mời toàn thể hội lắng nghe một bác đại diện họ nhà trai nên có đôi lời phát biểu trước lúc chào dâu. Vâng, xin trân trọng kính mời bác. Vâng, bác nhà gái ạ. Vâng. Vâng, kính thưa các cụ ông cụ bà, kính thưa các cô dì chú bác cùng toàn thể các anh các chị, bạn bè của hai nhà hai cháu. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và đầy cảm ơn tới tất cả các quý vị có mặt trong buổi ngày hôm nay. Và tiếp theo tôi xin giới thiệu, tôi là ông của cháu cô dâu Thùy Dương, đại diện cho họ nhà gái. Qua một thời gian hai cháu tìm hiểu, làm quen và yêu thương nhau tiến tới hôn nhân, và cũng được sự thống nhất của hai bên gia đình, nhà trai nhà gái. Hôm nay nhà trai tổ chức lễ đón dâu. Đại diện phía nhà gái thì tôi cũng xin chào dâu cháu Thùy Dương cho họ nhà trai. Có gì không phải thì mong kính mong được bên nhà trai dạy dỗ chỉ bảo để các cháu làm tròn trách nhiệm bổn phận con cháu trong gia đình và trở thành một người con dâu hiền thảo, người vợ đảm đang. Và xin kính chúc các cụ, các ông, các bà luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, và chúc hai cháu hạnh phúc trăm năm. Cuối cùng không biết nói gì nhiều hơn, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin thật kéo nổ một trong con tên thật lớn lên luôn. Vâng, thật đúng là sâu ra thì nhuộn đền bờ, bên thì được rể, bên thì được dâu, nhà gái phát biểu đôi câu, trước là cảm tạ, sau là chào dâu. Vâng, thật đúng là nhà gái thì phát biểu xong rồi, nhà trai đáp lại đôi câu chung tình, uống nước phải nhớ nguồn sinh, yêu nhau lên nghĩa mẹ cha vào lòng. Và sau đây xin mời toàn thể hôn lắng nghe một bác đại diện họ nhà trai lên có đôi lời phát biểu trước lúc nhận dâu. Vâng, xin trân trọng kính mời bác. Vâng, xin toàn thể hôn nổ một tràng hôn tay thật lớn. Các ông, các ông bà cũng như toàn thể luôn. Hôm nay được sự nhất trí của hai gia đình cùng nhóm bạn trai, chúng tôi làm lễ thành hôn cho hai cháu. Lời đầu tiên, tôi xin chúc sức khỏe các ông, các bà cùng các cô, các chị, chú bác, anh em của hai cháu mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự tiếp đón chu đáo và âm và nhiệt tình của họ nhà gái, và cũng cảm ơn là sự đưa đón cho cháu về tận dưới này. Và cũng xin tiếp thu ý kiến phát biểu của ông trưởng đoàn họ nhà gái, và chúng tôi cũng xin chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Khi cháu đã về trở về dưới này thì gia đình chúng tôi cũng sẽ có trách nhiệm bảo ban để cháu có thể hòa nhập với cuộc sống như thế này. Và xin cảm ơn các mong của bạn. Mang tên lối nhỏ vào đời. Vâng, xin mời toàn thể hôn nô một tràng pháo tay thật lớn đi để hồng phong hát hay lắm. We'll be right back.
Thank you.
sang ông cái, nhìn sang ông cái. Ông ơi, ông nhìn xoay mặt nhìn ông sang cái. Ông nhìn ra ông bị mồm, ông bị mồm. Ông nhìn sang ra ông cái không? Ông nhìn sang ra.